phỏng vấn thì trước nhá. Hôm nay của chị là buổi thứ hai đúng không? Ba hay là ba đúng không? Chị chưa phục hồi. Thấy tình trạng da mình bây giờ như thế nào chị? Sau hai lần khi kim thì chị thấy da mình nó căng lên rồi, căng khỏe hơn ấy. Lỗ chân lông cũng thu nhỏ bớt rồi. Cảm thấy rất là thích đấy ạ. Sờ vào là cứ láng ấy. Thế ạ. Thế ở nhà là chị dùng các sản phẩm chị thấy như thế nào? Cái đấy thì bôi cũng dễ dùng mà. Thích. Còn màu đen nữa. Đổi là mặt đen chì rồi. Thật ra rồi nó không có chất tạo màu. Như là trong cái bộ sản phẩm đấy chị là có cái sản phẩm thấy nâng cơ đúng không? Ừ. Cảm thấy cái sản phẩm đấy như thế nào? Dùng cái đấy thì mặt mình nó da mình nó được căng lên ấy, nó thu mặt tự nhiên thấy nó thon gọn hơn. Vâng, thì em cảm ơn chị nhé.